Có một con đường nối giữa các thế hệ người Việt Nam trong quá khứ đến hiện tại, dù lắm chông gai và nghẹt thác, nhưng nó đã đưa bao thế hệ vững bước đi lên để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Tổ quốc giao phó. Trong cuộc hành trình ấy, chúng tôi đã tìm thấy một nhân vật đặc biệt, và tại đây, kho lưu trữ hồ sơ mật của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, một lá cắt nhanh lộ diện một hình ảnh, một cuộc đời huyền thoại, một nhà tình báo hoàn hảo. Với hai lần xây dựng thành công võ mộc, trở thành người thân tín của các ông trùm mật vụ trong hai cơ quan đầu não, Sở Nghiên cứu Chính trị và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng hòa trước 1975. Đó là một chiến sĩ cách mạng thành công trên cả ba vai trò: điệp viên xuất sắc, cán bộ tình báo giỏi và một chỉ huy có tầm nhìn chiến lược, là con át chủ bài của lưới tình báo A36. Ông là tướng tình báo Đặng Trần Đức, tức Ba Quất, mà cuộc hành trình đầy gian nan khốc liệt của ông, chúng tôi xin được gọi là con đường bí ẩn. Chiến tranh đã lùi xa, những con người với những ẩn số từng tung hoành trong đầu não chính quyền Sài Gòn nay đã thành người thiên cổ. Nhưng câu chuyện và kỳ tích về họ thì mãi tiếp tục trong ký ức của những thế hệ sau. Nhớ lại năm xưa, thời điểm cuối năm 1974, đầu năm 1975, trên hành trình ra Bắc, ông Ba Quốc, người điệp viên huyền thoại của lưới tình báo A36, mang một tâm trạng rất khó tả. Một bên là niềm vui được gặp lại một gia đình ông phải rời bỏ từ 21 năm trước để vào Nam hoạt động theo phân công của tổ chức. Một bên là nỗi lo về hoàn cảnh của gia đình ở trong Nam khi ông bị lộ, phải ra đi vội vàng. Bảo là tôi tin rằng tôi đi chứ nó cũng không làm gì được. Và đồng thời đối với vợ con tôi chắc nó cũng không dám làm gì, phải như chắc chắn cái khó khăn. Sẽ khó khăn trong việc đi lại. Tức là ý anh muốn nói là chắc chắn nó sẽ bao vây, nó sẽ khống chế. Chắc chắn nó bao vây khống chế. Và thậm chí có bị bắt, nhưng mà anh cũng nghĩ rằng là gia đình tôi thống nhất. Bởi vì đều vợ chồng với nhau và các cháu đều thế cả. Tôi rất tin tưởng. Anh nói là tôi cứ yên tin tưởng. Không không. Và tất cả hoạt động bí mật, gia đình như thế rồi, tất cả mọi thứ anh không 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 ngại. Bởi vì những cơ sở khác thì làm sao vợ con biết được. Thì anh ấy tin tưởng và anh cho rằng là anh chỉ lo rằng nó sẽ gây khó khăn cho gia đình trong cuộc sống, rồi khi còn lương thì bây giờ thì cuộc sống mình đi rồi làm gì còn lương nữa, thì đây có lo băn khoăn cho cái cuộc sống, và chắc chắn rồi thì vợ con sẽ bươn chải qua ngày thôi. Cùng với nỗi niềm riêng, ông Ba Quốc đón nhận những tin vui thắng trận bay về dồn dập. Con đường mòn huyền thoại mà khi còn ở phủ đặc ủy, ông đã được nghe nhiều, cùng với những kế hoạch đánh phá ác liệt hiện ra chân thật trước mắt ông. Cũng chính con đường này, ngay từ năm 1971, ký giả Van Giert đã nhận định: đường mòn Hồ Chí Minh không chỉ là con đường tiếp tế, nó là biểu tượng của cả cuộc chiến tranh Việt Nam. Rằng muốn chiếm được nó, phải chiếm đóng trên mỗi mm vuông của Lào, Cao Miên và cả miền Bắc lẫn miền Nam Việt Nam bằng tất cả quân đội của thế giới này may ra mới đủ. Chuyến trở về không báo trước của ông Ba Quốc khiến người thân cảm thấy bối rối vì chưa được chuẩn bị tinh thần. Đúng vào cái dịp năm 74 á, là hôm tôi sang thăm ông nội tôi thì được một người báo tin là bố tôi đã ra. Thì tôi nói thật, tâm trạng tôi rất là khó tả,
không nghĩ rằng mình có người bố. Và tôi tưởng tượng trong đầu tôi rằng là bây giờ ba mẹ con sống như thế này, tự nhiên có một người đàn ông ở trong nhà sẽ như thế nào đây? Mình có chấp nhận được người cha hay không? Mà người cha sẽ như thế nào đây? Và cũng năm ý mẹ tôi cho tôi biết rằng là bố tôi lấy vợ hai. Còn trước mẹ tôi không nói. Còn mẹ tôi biết bố tôi lấy vợ hai từ khi bố tôi đi cơ. Đến lúc ý thì mẹ tôi mới nói. Và khi đến đúng hôm 30 tháng 4 năm 75 thì là có người báo tin bố tôi về nhà ông nội. Thì mẹ con tôi đưa nhau sang. Thế cậu em tôi thì đi xe đạp trước, còn tôi với mẹ tôi đi tàu hỏa. Sang đến nơi thì bà cô tôi gọi là bà cô, bà ấy bảo là chị cả, chị vào chị chỉ cho tôi xem anh cả đâu, chứ tôi chẳng ra nhận được anh ấy đâu. Thế mẹ tôi bảo được rồi, bà không biết thì vào đây con chỉ, dù có 21 năm chứ bao nhiêu năm chăng nữa con không quên được nhà con đâu. Thế là vào mẹ tôi mới chào, bảo ông ơi, con chào ông đi, kéo đứa con gái lớn tôi, con chào ông đi, và chỉ vào bố tôi ngồi ở chỗ cái bàn nước. Và tôi cũng không thể tưởng tượng bố tôi như thế. Tôi cảm thấy một người đàn ông mà xa lạ lắm, trông đen đủi mà to, trông dữ tợn. Chứ tôi tưởng tượng bố tôi là một cái người thanh mảnh, nhẹ nhõm và ngọt ngào cơ. Chứ tôi không nghĩ rằng ông cụ trông nghiêm khắc mà trông sợ như thế. Và tôi không có cảm giác đấy là bố mình. Nói thật ra, rồi cho mãi sau, cụ hẹn là một năm nữa, cụ sẽ ra. Đến cái năm 76 cụ ra tôi vẫn chưa quen. Đến năm 77 bắt đầu tôi mới có cảm giác rằng là đấy là người bố của mình. Đã 21 năm ra đi, nay trở lại, ông Ba Quốc những mong được gặp người vợ hiền thương yêu đang làm bí thư ở một nhà máy tại Hà Nội, và các con nay đã khôn lớn, ăn học thành tài. Nhưng ông chợt lặng người khi biết rằng lúc ông ra đi, để giữ bí mật cho ông, vợ con ông đã chấp nhận rời Hà Nội lên vùng rừng núi ở nông trường Vân Lĩnh, Phú Thọ. Sống những tháng ngày tủi nhục cơ cực, chấp nhận nhiều thiệt thòi phân biệt đối xử của xã hội vì tội có chồng và cha theo giặc vào Nam. Lúc mà mẹ cháu lên đấy, hai cháu bé lắm. Mà lúc bây giờ thì cũng đưa đến nông trường quốc doanh bộ đội. Thì đến lúc mà họ anh em họ cứ bàn mãi, mấy ông lãnh đạo á bàn là bây giờ thì cũng là trên gửi xuống, nhưng mà cùng đây thì cũng coi như là công nhân thôi, thì phải đưa xuống đội. Thế thì bác rất là băn khoăn, mà đưa xuống đội làm cái gì được. Nhưng mà cuối cùng thì chưa xếp sắp được thì vẫn phải đi xung phong ở đội gần, xong rồi ra đội 9. Lương lúc bây giờ bác cũng coi lạ là trên gửi xuống nhưng mà không có lương, là vì các chị em khác phải đi bê thì có lương. Nhưng mà cái đặc biệt của cái ngành này không có lương. Thế mà có một cái lương của nhà trẻ mà nuôi ba hai đứa con. Rất là vất vả ăn rau ăn cháo. Để mà... Ôi, sao? Mẹ cháu còn nuôi cả bà ngoại cháu nữa cơ. Đấy, sau rồi thì là đưa bà về nữa. Trong ngành tình báo, tôi hiểu khi mà người ta xử lý cái chuyện là phải đưa một cái gia đình đi chỗ khác. Có hai lý do. Trước hết là khi gia đình ở chỗ cũ, xung quanh hàng xóm láng giềng, làng mạc đều hiểu đây là gia đình cách mạng. Đây là gia đình rất là đứng đắn, rất là tốt. Không thể nào mà cái gia đình này mà lại có người theo địch được. Đó đã là một cái nguy cơ chết người đối với chú Bác Quốc rồi. Chỉ cần thế thôi mà nó kiểm tra là chết ông Bác Quốc rồi. Vì vậy phải điều cả gia đình lên Thái Nguyên, nơi mà không biết gia đình này là ai. Thì là cái chuyện thứ nhất. Thứ hai là cái việc đưa lên và có những cái con mắt luôn luôn đứng đằng sau ngắm nhìn, để canh xem rằng gia đình này người ta sống có được tốt không. Thì chỉ có một người hoặc một vài người, rất ít người biết. Mà nếu cái gia đình ấy sống không bình thường, nếu gia đình ấy sống có một cái gì đấy thể hiện một cái sự quan tâm một chút gì đó của nhà nước thôi, cũng là một cái hiểm họa chết người đối với chúng ta quốc rồi. Cho nên người ta phải cắn răng, người ta buông cho gia đình để sống như thế. Buổi sum họp gia đình ông Ba Quốc có quá nhiều tâm trạng. Ông bố đánh đòn đứa con ra đi biển biệt. Con bỡ ngỡ với bố ruột. Người vợ lặng lẽ khi biết ông đã có bốn con với người vợ sao. Những người người ta đã ở đỉnh cao rồi, thì người ta buộc phải hy sinh hết. Nhất là trong cái tình huống chiến tranh, trong cái điều kiện chiến tranh, cái chết của ông ấy sẽ đem lại một cái tổn thất vô cùng to lớn cho đất nước. Thì kể cả chú Ba lẫn cái người chỉ đạo chú ấy phải cắn răng và chịu đựng, trước hết để giữ mạng sống cho mình.
Năm ngày em sống trong mơ, thấy anh em vẫn còn ngờ chiêm bao. Nhìn nhau lòng thấy nghẹn ngào, mừng mừng tủi tủi, vui nào vui hơn. Xa nhau 21 năm tròn, gặp nhau cháu gọi là ông với bà. Ngày mong đợi sau bao năm xa cách, người vợ bỗng chợt bối rối, không biết gọi chồng bằng anh hay ông. Vì tình yêu thì vẫn nguyên vẹn như cái thuở đôi mươi, mà tóc nay thì đã bạc. Nhưng niềm vui đoàn tụ nhanh chóng qua mau, cũng đột ngột như khi nó đến. Hai ngày sau 21 năm xa cách, người vợ còn chưa biết bắt đầu tâm tình từ đâu. Những đứa con chưa kịp quen với sự có mặt của bố, thì ông Ba Quốc nhận được lệnh trở vào Nam ngay để tiếp quản phủ đặc ủy Trung ương tình báo. Vì lúc này Sài Gòn đã được giải phóng, không ai có thể thay thế vai trò của ông trong nhiệm vụ này. Khi ông lên đường vào Nam, thì cũng là lúc người cha không thể chịu đựng thêm nỗi đau cha con xa cách. Ông cụ đã khóc mù cả đôi mắt. Thì khoảng chừng gần 30 tháng 4 giải phóng, lúc bấy giờ thì gia đình có nhận được tin là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 gì đó là lên phủ đặc ủy, lên phủ tổng thống để có một cái buổi lễ đoàn tụ gia đình. Nếu mà xe của cục đến đón thì coi như là ông còn sống, còn nếu mà xe của cục không đến đón thì coi như chắc ông có vấn đề gì. Một ngày trôi qua cũng không gặp, hai ngày trôi qua cũng không gặp. Bây giờ tôi, gia đình rất là lo. Cứ ai mà đến mà đội nón cối bộ đội là đều nhìn mặt coi có phải là bố không. Một hai ngày sau, hai ba ngày sau thì bố tôi mới xuất hiện. Lúc bấy giờ gia đình òa lên khóc. Tức là lúc đó tôi đang ngồi ở ngoài đường nói chuyện với bạn bè, thì tôi quay mặt lại sau lưng nhà tôi mà, thì bạn nó mới nói lại có thêm ông bộ đội nào đến nhà mày nữa kìa. Cái xong tôi mới quay lại, tôi cứ nhìn xuống như thế này. Tại lúc đó bố tôi rất là gầy mà đen nữa, mà lại hồi trước thì nhìn ông trong cái bộ đồ civil thôi, chưa bao giờ thấy ông mặc đồ bộ đội, mà ông rất là gầy mà lại đội nón bộ đội xuống xuống nhìn mãi. Thì bố tôi có hỏi là có phải con Hạnh đấy không, thì bây giờ mới nhận ra thì òa lên khóc. Thì vô rồi kéo vô thì gia đình sum họp. Cuộc đoàn tụ thứ hai của ông Ba Quốc với gia đình trong Nam cũng đầy tâm trạng và cảm xúc. Ngày trở về, ông mới được biết rằng ngay từ lúc mình ra đi, vợ con đã phải vào tù ra khám, chịu đòn roi ngược đãi vì cái tội có chồng có cha chống lại quốc gia. Lúc mà trước khi ông đi thì ông nói là chắc là bố đi một hai năm thì bố về. Khi mà đi ông dặn dò hết tất cả một cái một hai năm tôi về, rồi bố về. Thì là sau này ông thấy là ông có nhìn cái ngày mùng năm ông về là buổi 8 giờ tối ngày mùng 5 tháng 5 năm 75. Nhìn thấy ông về mặc nguyên bộ đồ, thấy cả xóm, hết cả xóm ai ông kêu anh tá rồi ông đi, ông bắt tay từng người. Đó lúc đó chưa có tập trung đi học tập. Tại phần lớn là sĩ quan nó tập trung là ngày 20. Thành ra cái số anh em nó cũng tới bắt tay rồi cũng tới hỏi thăm, cũng vui vẻ cũng. Nhưng mà về thấy tức là khi mà nó thay đổi cái sự kiện thay đổi chế độ, và thấy những người chung quanh thì họ cũng tốt, họ cũng tốt lắm. Nhưng mà thấy sau khi mà về ông không có mang tính cách là kẻ chiến thắng, ông bắt tay ông không từng đi từng nhà, nhưng mà trên dọc đường đi vào nhà đi về nhà thì gặp ai ông cũng bắt tay, cô hỏi anh sức khỏe rồi đó, đúng không? Thì mình nhìn thấy là cái này đúng là con người chắc là mình cũng không thể nào bằng, hoặc là mình không có điều kiện, hoặc là mình không có hoàn cảnh để mình bằng được nhau. Nhưng mà thấy cũng rất là ngưỡng mộ và rất là phục về cái tư duy và cái phán đoán của ông. Hai cuộc đoàn tụ diễn ra trong chưa đầy một tuần lễ ở hai địa điểm cách nhau hàng nghìn km. Tình cảm và niềm vui của ông Ba Quốc bị xẻ làm đôi. Nhưng cụ thể, ông đã nghĩ gì, đã cảm nhận như thế nào về hai cuộc đoàn tụ ấy, không ai được biết rõ. Vì ông vốn là một con người mà theo bạn bè, đồng nghiệp và cả người thân, ông đóng kín những phần cá nhân riêng tư nhất để dành trọn vẹn cho sự nghiệp, cho lý tưởng. Cuộc đời thật của ông chỉ chính thức bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi đất nước hòa bình, thống nhất. Lúc đó, ông đã có hai gia đình với hai hoàn cảnh riêng. Về chú Ba Quốc thì phải nói thế này này, không thể nói đúng hay sai.
không thể lý giải mà tình cảm về việc của chú có hai cái gia đình như vậy. Mà cái việc ấy nó là số phận. Cái số phận nó áp lên lên ông ấy rồi. Và ông sống chung với cái số phận. Cái sống chung với cái mà số phận đã dành cho ông. Ông buộc lòng như thế, không ai muốn như thế cả. Mùa xuân năm 1975, cả hai miền Nam Bắc Việt Nam bước vào chiến dịch. Sau hai chiến thắng quan trọng trong chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế Đà Nẵng, tất cả các cánh quân của ta đồng loạt tiến thẳng về Sài Gòn, mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là chiến dịch quân sự quy mô nhất, cũng là chiến dịch có thời gian ngắn nhất trong chiến tranh Việt Nam, bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 1975 tại Sài Gòn, kéo theo các cuộc nổi dậy vũ trang của nhân dân miền Nam trong hai ngày 1 và 2 tháng 5, đã đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam. Những ngày chính quyền Sài Gòn đang cơn hấp hối, người Mỹ đã thực hiện một kế hoạch di tản ồ ạt mang tên chiến dịch cơn gió lốc. Hình ảnh những chiếc trực thăng bốc người trên nóc tòa đại sứ hay những chiếc trực thăng bị ném xuống biển dành chỗ đáp cho các chiếc khác đã trở thành nỗi ám ảnh với người Mỹ về chiến tranh Việt Nam. Những ngày giải phóng Sài Gòn, ông Ba Quốc đã tiếp quản phủ đặc ủy Trung ương tình báo với những tài liệu quan trọng, tiếp nhận đăng ký trình diện cho sĩ quan và nhân viên của phủ một cách phân minh nhưng vẫn đậm tình người. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, nhân dân Việt Nam đã làm được điều Hồ Chủ tịch đã khẳng định trong bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đó 30 năm. Và đó cũng là ngày của đoàn tụ, của hòa hợp dân tộc và sum họp gia đình, ngày của non sông liền giải Bắc Nam. Phóng viên người Nhật Yamaguchi, một nhân chứng của ngày 30 tháng 4 lịch sử, đã tường thuật lại. Trong thời khắc lịch sử đó, người dân Sài Gòn vừa có cảm giác lo sợ và hồi hộp, vừa có cảm giác kỳ lạ của tự do và hòa bình, vì chiến tranh đã kết thúc và hòa bình đã lập lại. Và trong những giờ phút lịch sử ấy đó, thì như thế tức là nhân dân thành phố Sài Gòn rất là nô nức, phấn khởi, cùng với lực lượng vũ trang giải phóng ở thành phố, vì trong đêm nó có thể nói rạo rực suốt đêm. Trong suốt cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì công tác tình báo là cực kỳ quan trọng, đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, không những có tinh thần trách nhiệm cao, mà trong những cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và nguy hiểm đã tỏ ra dũng cảm và lại mưu trí khôn khéo sáng tạo, cho nên là cung cấp cho Bộ Tổng Tư lệnh, cho ngành tình báo những cái thông tin có tính chiến lược quan trọng, góp phần vào những cái quyết định lớn của quân ủy trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh. Ngành tình báo quốc phòng Việt Nam đã đi qua những trang sử vẻ vang, mà ở đó những điệp viên như Đặng Trần Đức, Ba Quốc, Phạm Xuân Ẩn, Hai Trung, Vũ Ngọc Nhà, Hai Nhà, Phạm Ngọc Thảo, vân vân đã trở thành huyền thoại, thành hình mẫu để nhiều thế hệ trẻ học tập noi theo. Quá khứ chiến tranh đã khép lại, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình của đất nước thì vẫn tiếp tục ở phía trước với những thách thức mới mà các thế hệ Việt Nam phải tiếp nối. Sau ngày giải phóng, ông Ba Quốc trở thành cán bộ tình báo và lãnh đạo Cục 12, Tổng Cục 2. Trên cương vị mới, ông tiếp tục một nhiệm vụ mới cũng cực kỳ gian nan vất vả, mà ở vị trí nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được những chiến công to lớn mà cho đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa thể công bố vì chính tầm quan trọng của nó.